Covid này nguy hiểm lắm, nó không chừa ai hết. Vậy chứ thầy muốn cứ kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, nguyện của em mà. Dù tiếng thầy xứng ngon thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Trời ơi! Anh đang cúi đầu chờ ân huệ, em rộng lòng tha thứ cho anh. Trời ơi, nó rất ngọt, suốt cuộc đời duyên nợ dở dang. Tôi mong chuộc lại lỗi lầm xưa. Để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng mình, hoặc ta thầm tâm, hay thì bằng anh không? Mình, ba thầm tâm, nếu được tiếng mình có nghĩa là em đã sẵn lòng tha thứ. Nguyệt ơi, kể từ nay chúng ta im gọi tên nhau cho đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em vẫn có mặn nồng, tuy không được hoàng giả thú nhưng cũng là nghĩa vợ chồng sao trước có nhau. Người ta nghi ngờ đặt thật dấu hỏi, nhưng làm sao họ hiểu được anh với em đã vượt qua khuôn khổ gia đình và chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở.
tuy rằng một giờ quá khứ, thì hiện tại mỗi một mình tôi đau khổ. Còn cho dù đi anh, thì sẽ thêm một người phụ nữ khác là vợ của anh, sẽ khổ đau thôi thì. Oh,
từ nhỏ tới lớn, nó không có thiếu một cái thứ gì hết em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm. Em biết không, nó có hiếu lắm em mà. Vậy cũng không có đủ, mà thương con là phải sống cho con em gì. Đừng để anh về ra ngoài.